Mến chào tất cả mọi người, đây là kênh YouTube xe đạp 10B và cái chiếc xe hôm nay mình sẽ giới thiệu đó là dòng xe Louis Gardner, thương hiệu của Canada và xe được sản xuất để xuất vào thị trường Nhật. Phiên bản của chiếc xe này là RS-R4 và mấy cái dòng Louis này nó rất là dễ gây hiểu lầm, tại vì ngoài cái phiên bản Nhật Bản ra nó sẽ có cái phiên bản quốc tế nữa, mà phiên bản quốc tế thì nó lại có giá thành rẻ hơn rất là nhiều so với phiên bản Nhật Bản. Còn cái chiếc xe mà mình đang giới thiệu ở đây thì mọi người chỉ cần lên trên Google, mình gõ Louis Gardner rồi RS và R4, nó sẽ ra rất là nhiều thông tin của chiếc xe này. Như ở đây mình tìm thông tin thì mình thấy nó có cái năm sản xuất cũng khá là sâu, 2006. Cái năm thì hơi sâu như vậy nhưng mà nó không có đồng nghĩa với việc là phụ tùng đã bị xuống cấp rất là nhiều, nó không đồng nghĩa với việc đó. Và một chút thì mình sẽ quay từng chi tiết cho mọi người xem. Ở đây thì mình chỉ đang tìm một số cái thông tin chiếc xe mới hoàn toàn 100% tại Nhật cho mọi người xem để mà so sánh với cái chiếc xe mà mình giới thiệu. Tại vì nó sẽ có những cái thông tin mà mình rất là hay thường gặp khách phản ánh lại. Người ta bảo là tại sao xe mới nó chỉ có khoảng chừng 5 triệu ở trong thùng, mà xe của mình là xe đã sử dụng rồi mà giá thì lại cao hơn rất là nhiều. Đó là cái phiên bản quốc tế, cái chất lượng nó khác so với phiên bản Nhật Bản. Mọi người nên lưu ý cái điều đó. Quay trở lại với chiếc xe ngày hôm nay của chúng ta thì để mình giới thiệu cho mọi người xem. Đây, nó có cái yên xe là yên zin nhưng mà đã bọc là da rồi. Cọc yên là cọc yên zin, nó có đóng cái chữ Louis Gardner. Và xe này nó có cấu tạo khung sườn là khung sườn nhôm 7005. Khung nhôm 7005 nó sẽ khác với 6061 là nó nặng hơn. Nhưng mà nó là cái đời trước, đa số mấy cái dòng xe đời trước nó mới sử dụng khung nhôm 7005. Chứ còn sau này đa số sẽ sử dụng 6061 vì nó bền, nó nhẹ hơn cái 7005 này. Màu sơn ở trên xe thì mình đã có tút lại toàn bộ rồi. Và đây không phải là cái màu sơn zin của xe. Nếu mà ai quan trọng nhiều về cái phần màu sơn bắt buộc phải là màu sơn zin đó thì chỉ tham khảo thôi, chứ chiếc xe này mình tút lại gần như là toàn bộ hết rồi. Khung sườn là khung sườn nhôm và cái càn xe phía trước đó, thì nó bằng là thép. Và cái càn xe này của cái dòng này nó rất là đặc trưng. Cái chỗ này nè, cái lốp xe nó sẽ gần như là nó sát với cái càn xe phía trước. Những cái chiếc xe mà nó có cái lớp sát với cái càng như vậy thì đạp nó sẽ rất là trớn và nó rất là lướt. Vì là xe Nhật Bản cho nên trên xe sẽ còn đầy đủ mấy cái tem nội địa tại Nhật, giống như trên video mà mọi người đang thấy. Đùi dĩa của xe là đùi dĩa nhôm, rồi nó có 3 tầng dĩa. Nó sử dụng cùi đề Shimano Atus ngoài sau với 8 tầng lip. Và cái lip này là lip của Nhật chánh tông. Mình thấy cái xe này phụ tùng nó xịn lắm nha. Lip của nó là lip Nhật nè. Rồi cái gạt dĩa phía trước đó, nó cũng có đóng cái chữ Japan nữa. Để một chút mình quay qua bên kia là mọi người sẽ thấy rõ. Còn ở đây để mình quay cái clip cho mọi người xem. Cây ngay vị trí chỗ này nè. Trên video chắc là hơi khó nhìn, nhưng mà nhìn bên ngoài thì mọi người sẽ thấy rất là rõ cái clip này là clip của Nhật. Căm là căm inox và không có bị rỉ sét. Rồi ở phía trên này xe sẽ sử dụng cái ghi đông tăng bằng nhôm. Và trên đây nó được trang bị cái tay bấm xả Shimano. Tay bấm xả Shimano này thường mình thấy mấy cái xe đời cao mới có nha. Mấy cái đời sau kiểu như vậy thì rất là ít gặp. Tại vì cái này là tay bấm xả chánh tông của Nhật luôn. Nó có để cái chữ Japan ở phía bên dưới ngay chỗ này. Đây, cũng như mình nói lúc nãy là trên video hơi khó nhìn, nếu mà mọi người nhìn bên ngoài sẽ thấy rõ ràng hơn. Rồi bây giờ thì mình sẽ quay qua cái phía bên tay trái, cũng như là mình test cái cùi đề, cái gạt dĩa của chiếc xe này cho mọi người xem. À, còn một cái công đoạn quan trọng nữa là mình đo cái phần ống đứng ống ngang để xem là nó hợp với người dùng cao trong khoảng bao nhiêu. Trước khi mà đăng xe lên bán thì mọi thứ được bên mình vệ sinh căn chỉnh hết rồi. Mua về là mọi người chỉ việc sử dụng liền thôi, chứ không có cần phải thao tác gì thêm đâu. Sau cái lúc mà mình test cái cùi đề này thì như nãy mình nói, mình sẽ đo cái size của nó để cho mọi người biết là nó hợp với người dùng cao trong khoảng bao nhiêu. Thì khi mà nếu mà mình đo từ cái ống đứng đến ngay tâm trục giữa thì cái chiều cao của nó là tầm khoảng chừng 46, gần 46, còn ống ngang là 53. Nên nó sẽ hợp với người dùng cao tầm khoảng từ 1m60 trở lên đến 1m75 trở lại. Thực ra là tầm khoảng 1m65 thì sẽ sử dụng hợp hơn, chứ 1m60 thì phải hạ cái yên thấp xuống. Tổng trọng lượng của xe này là 11,8kg và đây là ngoại hình ở phía bên còn lại của chiếc xe. Bên đây thì chung quy lại nó cũng là những cái chi tiết phụ tùng zin màu sơn đã có tút rồi, cho nên không thấy nhiều những cái khuyết điểm ở trên cái màu sơn. Vành niền là vành niền Alex Rim, đó là vành niền nhôm 2 lớp, căm là căm inox. Và như hồi nãy mình nói đó, thì ở phía bên đây mọi người sẽ quan sát được cái gạt dĩa nó có đóng cái chữ Japan ngay chỗ này nè. Và cái cùi gạt dĩa mà đóng cái chữ Japan đó, nó cũng hiếm gặp lắm, nó không thường gặp đâu. Thường mấy cái dòng mà hơi đời sâu một chút xíu nó mới có mấy cái chi tiết này thôi. Rồi sơ lược video là như vậy. Nếu mà mọi người xem thấy chưa rõ chỗ nào hoặc là còn thắc mắc gì thì cứ alo cho mình. Số điện thoại thì mình luôn để sẵn ngay ở góc màn hình để cho mọi người cần thì liên hệ.
và nhớ ấn đăng ký kênh YouTube Xe đạp 10B để đón xem thêm nhiều những cái video khác mà mình giới thiệu. Xe đạp 10B chân thành cảm ơn.